Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước, nằm trong đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam, khu vực đặc trưng cho sự chuyển tiếp từ vùng cao đồi núi Tây Nguyên xuống vùng thấp Đông Nam Bộ. Vườn quốc gia Bù Gia Mập đa dạng về hệ sinh thái rừng. Phần lớn rừng còn nguyên sơ và có tính đa dạng sinh học rất cao, là nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm. Trong đó có một số loài nằm trong sách đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng. Cái Bù Gia Mập đó là hồi xưa ông nội ông ngoại ông đặt tên như vậy. Tôi cũng mới đây tôi không rành chuyện đó. Thì tôi cũng theo là đây Bù Gia Mập là vậy. Bù là sóc, là thôn, là làng. Bà con đồng bào dân tộc ở đây thì từ hồi xưa dù có chiến tranh hay là dù có đi đâu đi chẳng nữa cũng bám theo cái mảnh đất này để mà sống, để mà nuôi mình, để nuôi mình để như thế là để phục vụ cho hòa bình, cho cách mạng. Cũng có một truyền thuyết trong dân gian kể rằng xưa kia hai làng có một con bò chung rất to. Khi con bò bị đi lạc mất, người dân trong cả hai làng tìm hoài không được. Bỗng nhiên một ngày kia, họ tìm được con bò thì nó đã chết rồi. Lúc trước con bò ốm nhom, khi nó chết do bị sình nên mập lên. Người dân thấy mập lên thì gọi là làng Gia Mập. Bù nghĩa là làng nên gọi là Bù Gia Mập, gọi lâu dần trại thành Bù Gia Mập. Cánh rừng của vườn quốc gia Bù Gia Mập thì rất là rộng lớn, nó bao gồm cả rừng của vườn quốc gia và rừng của địa bàn tỉnh Đắk Nông khoảng 40.000 hecta và địa bàn của Vương quốc Campuchia khoảng 50.000 hecta. Ranh giới của Việt Nam và Campuchia cách nhau chỉ bằng con sông Đa Quýt, và ranh giới của tỉnh Bình Phước và Đắk Nông chỉ bằng đường ranh cơ giới, tức là người ta phát đi khoảng 2 mét và có cắm bản phân chia. Thực ra tổng thể cụm rừng lớn gồm 3 rừng Bù Gia Mập, Đắk Nông và rừng bên Campuchia. Hai đường ranh giới của vườn quốc gia Bù Gia Mập với những địa điểm kia cũng là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Ranh giới của Campuchia và vườn quốc gia chỉ cách nhau có con sông Đắk Huýt thơ mộng. Vào mùa mưa, ranh giới này rõ ràng hơn bởi nước sông chảy về cuồn cuộn. Còn mùa khô, lòng sông trơ toàn đá tảng. Chúng tôi có thể băng qua băng lại Việt Nam, Campuchia một cách dễ dàng. Ranh giới với Đắk Nông thì được phân chia theo kiểu rất dân gian. Nơi nào có lầu ô, nơi đó là vườn quốc gia Bù Gia Mập. Xuôi theo dòng lịch sử, vườn quốc gia Bù Gia Mập còn có những di tích đáng nhớ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ như sân bay Bù Gia Mập, hang Nai, hang Trung Đoàn, cũng là hang Rơi. Mà lúc bây giờ là chiến tranh mà nghèo đói lắm, thậm chí cù chụp đào cù chụp cù nằng rồi để mà ăn, rồi là chặt cây độc đạc á, rồi mình nấu với gạo nấu cháo để mà nuôi mình. Đấy, trong lúc đó thì làm được miếng rẫy nào đó thì bà con có ít gạo rồi là đóng cho cách mạng mình một bầu nhỏ thế này này, là quý đó, để trong đó rồi là mỗi một hộ một lon, bây giờ gọi là ký là cân đó, thì hộ đó không có đâu. Xong đó thì người ta mới phơi rồi giá gạo
ra gạo rồi phải có người dân công á, thì phải đưa gạo đó về tới như thế là bộ đội, để bộ đội người ta ăn, ăn xong rồi bắt đầu mới đi làm nhiệm vụ. Đấy, thế đó là cực khổ. Mà nếu như mà hôm đó mà rừng mình mà không có rừng thì đồng bào ở đây thì chắc cũng không sống được, khổ lắm. Rừng mình cũng luồn lách chỗ này chỗ kia được, mình cũng tránh được cái bom đạn của nó, mình chạy từ cái ngọn này cái suối kia thì mình sống sót được. Như lời ông Điểu Lách, rừng là nơi che chở cho dân từ ngàn xưa tới giờ. Vì trong rừng có thức ăn, nước uống, có hang để ở. Một hang động đã có công rất lớn cho các chiến sĩ cách mạng là hang Trung Đoàn, hay còn gọi là hang Rơi. Đường tới hang Trung Đoàn rất lạ lùng và đẹp. Dù giữa trưa nắng, nhưng bóng râm của những hàng cây lổ ô lúc nào cũng che mát suốt chặng đường. Hang Trung Đoàn có miệng hang rộng khoảng 25 mét, cao khoảng 10 mét đến 15 mét. Trong hang rộng khoảng 5.000 mét vuông. Trong thời kỳ kháng chiến, đã từng có một trung đoàn đóng quân tại đây. Nhưng hiện nay, hang là nơi cư trú của rất nhiều Rơi. Ngoài những sinh vật cảnh và thác nước hùng vĩ, thơ mộng, thì vườn quốc gia Bù Gia Mập còn có rất nhiều loài thú quý hiếm đang được liệt vào sách đỏ. Vườn quốc gia Bù Gia Mập thì được thành lập năm 2002 với mục đích là bảo tồn hệ sinh thái rừng ẩm tầng xanh nửa rụng lá trên đồi núi thấp có độ cao dưới 1.000 mét so với mặt nước biển. Mục tiêu thứ hai đó là bảo tồn một số cái loài động vật thú quý hiếm và những cái loài chim phân bố hẹp. Và đặc biệt ấy, thì vườn quốc gia Bù Gia Mập nó nằm ở khu chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống vùng đồng bằng Đông Nam Bộ. Cho nên cái hệ động thực vật ở đây nó mang cái đặc trưng của hai cái khu vực. Cho nên là nó rất là đa dạng và phong phú. Không chỉ về cảnh quan sinh thái, các hệ động vật, loài lan, thuốc quý hiếm. Như là đặc trưng về sinh thái ở đây thì đặc trưng nhất đó là cái hệ sinh thái rừng ẩm nửa rụng lá trên đồi núi thấp. Rồi rừng thường xanh thì có rừng cây gỗ lớn, rừng lồ ô và rừng lồ ô chen gỗ. Theo một cái báo cáo của các chuyên gia của Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật thì vườn quốc gia Bù Gia Mập có khoảng hơn 400 loài làm thuốc và làm rau. Ở vườn quốc gia Bù Gia Mập có 437 loài động vật, trong đó có 59 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Thực vật thì có 724 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm và 278 giống cây dùng làm thuốc. Đặc biệt, có những loại lan quý hiếm mà giới chuyên gia về lan trên thế giới vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của loài lan này ở các vùng rừng của Việt Nam. Tất cả động thực vật tại vườn quốc gia Bù Gia Mập đều được bảo vệ và bảo tồn kỹ lưỡng. Trong rừng còn rất nhiều thú quý, cây rừng quý và rộng lớn, nên có rất nhiều kiểm lâm kiểm tra thường xuyên. Mặc dù đó là công việc cực nhọc, nhưng họ lúc nào cũng lạc quan. Hoàng hôn đã buông xuống khắp cánh rừng. Từng đàn chim cất tiếng gọi bầy về tụ họp sau một ngày xoài cánh kiếm ăn. Đâu đó trên những thân cây cổ thụ, bầy ve sầu cất tiếng hát quyện vào tiếng gió, tiếng lá rơi nghe xào xạc. Bản giao hưởng của rừng ấy càng làm cho không gian tĩnh mịch thêm chút náo nhiệt trên vùng đất từng là nạn nhân của chiến tranh, giờ phát triển mạnh mẽ như những bông hoa khoe sắc. Chính những khoảnh khắc thiên nhiên ấy đã tạo nên thế giới muôn màu của các loài động vật.